Rồi, hello anh em nha. Nay mình lên cho anh em 4 cục máy City Blood 100 lửa 6 cục, hàng zin đã xe kho đã liêm Hàn Quốc về. Đây, 4 cái máy này siêu đẹp nha anh em. Anh em nhìn cái vô lăng là biết đủ hiểu cái chất máy này nha. Đó, mình có đánh số 1234 nha. Anh em nào cần cục nào thì cứ alo mình nha anh em. Đó, hình ảnh chi tiết mình có trong mấy cái bài đăng của mình. Mình bán thì bao zin không lay đồ, đúng máy ra trả xe kho đa liêm Hàn Quốc về nha anh em. Đó. Đây, qua lăng mâm điện, sơn si zin toàn bộ nha, như mới. Qua lăng mâm điện nè, kén xe ben. Đây cũng số 1 nha anh em. Tất cả là máy zin đẹp hết. Anh em nào cần xài thì alo mình nha. Đó. Số 1 nha. Rồi, qua cục số 2. Mình bán đồng giá 3.8 triệu cục nha. Anh em nào cần xài alo mình. Đó, chắc máy zin đẹp như thật. Máy nào cũng như nhau hết. Qua lăng mâm điện mới chát. Xịt dầu vô. 3.8 triệu cục nha. Qua lăng mâm điện mới chát nha nè. Máy City Lut 100 lửa 6 cục nha anh em. Đó, anh em cần xài cứ alo mình. Đó, quay cận cảnh chi tiết hết, hình ảnh mình có đăng trong mấy bài đăng của mình, anh em cần cứ coi vô đó coi rõ hơn. Mình bán cứ 3.8 triệu cục nha anh em. Bán bao zin đúng máy ra xuất kho Dalim Hàn Quốc về. Mấy máy này cục trong tải thì bao đẹp luôn. Qua lăng mâm điện à, mới chát. Máy City Lut thì nó là máy dòng lửa 6 cục đời cao. Đèn sáng ổn định hơn. Mới lửa 2 cục. Bình thường bán mua lửa 2 cục, máy lửa 2 cục cũng 3 triệu rưỡi rồi. Máy này bán trên lệch thêm có 200-300 anh em. Rồi, cục số 4. Máy đẹp. Ông điện mới chát ha. Rồi tổng có 4 cục nha anh em cần xài cứ alo mình nha.